Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với tin nóng chuyển nhượng ngày 7 tháng 3 năm 2020. Trước khi đến với những thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay, đừng quên subscribe ngay kênh YouTube Hơi Thở Bóng Đá, nhớ bấm chuông để nhận được những thông tin mới nhất về thị trường chuyển nhượng mỗi ngày. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Man City chuẩn bị nổ siêu bom tấn, siêu khủng. Thưa quý vị, mùa giải năm nay Man City đã gần như không còn cơ hội vô địch ngoại hạng. Họ đang xếp thứ hai, nhưng khoảng cách với đội đầu bảng Liverpool đã lên đến 22 điểm. Mặc dù đã ít hơn một trận, nhưng cơ hội bảo vệ chức vô địch đã xa tầm với của thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola. Hàng thủ là tuyến yếu nhất của Man City ở mùa giải này, đặc biệt là ở vị trí trung vệ. Laporte thường xuyên dính chấn thương, trong khi đó Joe Stones và Nicolas Otamendi không duy trì được sự ổn định. Pep thậm chí phải sử dụng Fernandinho và Rory ở vị trí trung vệ. Với tình hình hiện tại, Pep đang lên kế hoạch mua thêm một trung vệ mới ở mùa hè năm 2020. Theo Calcio Mercato, Man City muốn mua cầu thủ đó là Milan Skriniar của Inter Milan và họ chấp nhận chi 74 triệu bảng cho thương vụ này. Milan Skriniar được đánh giá là rất toàn diện khi có khả năng không chiến và chọn vị trí tốt. Ngoài ra cầu thủ này còn có tố chất của một thủ lĩnh. Với màn trình diễn ấn tượng của mình, cầu thủ này được nhiều đội bóng quan tâm như Real hay Barca. Để rộng cửa chiêu mộ Skriniar thì Man City sẵn sàng bán Joe Stones cho Arsenal. Theo The Sun, Arteta đang muốn mang sang nhà trung vệ người Anh ở mùa hè năm 2020. Đội chủ sân Emirates chấp nhận chi 42 triệu bảng cho chữ ký của cựu sao Everton. Mùa giải hôm nay Stone đã chơi không tốt, khả năng Man City bán trung vệ người Anh và đưa về Skriniar là hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu thương vụ này hoàn tất, thì Skriniar sẽ trở thành trung vệ đắt giá thứ 3 lịch sử bóng đá thế giới. Hai người dẫn đầu hiện tại là Harry Maguire sang Man United với giá 80 triệu bảng và Virgil van Dijk sang Liverpool với giá 75 triệu bảng. Ngoài ra anh cũng sẽ trở thành bảng hợp đồng đắt giá nhất lịch sử của câu lạc bộ Manchester City, vượt qua kỷ lục của Rory với 62,5 triệu bảng. Juve chơi lớn chi đậm 2.627 tỷ mang về kẻ bị Messi ghét. Ở thời điểm hiện tại, Ronaldo đang là chân sút số 1 trên hàng công của Juventus. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1985 năm nay đã 35 tuổi, trong khi đó Gonzalo Higuain không cho thấy sự hiệu quả khi được sử dụng. Huấn luyện viên Maurizio Sarri đang muốn mua thêm một trung phong đẳng cấp vào tháng 6 năm nay. Và theo Calcio Mercato, Icardi đã lọt vào tầm ngắm. Tiền đạo người Argentina từng nổi loạn đòi tăng lương ở mùa giải trước và đã bị tân huấn luyện viên Antonio Conte đẩy sang Paris Saint-Germain theo dạng cho mượn một năm. Hợp đồng có kèm theo điều khoản mua đứt. Trong áo đội bóng nước Pháp, Icardi thi đấu khá ấn tượng với 12 bàn cộng với 2 kiến tạo sau 14 lần đá chính ở Ligue 1. Paris Saint-Germain được phép kích hoạt điều khoản mua đứt tiền đạo sinh năm 1993 với giá 70 triệu euro. Để vượt mặt đội bóng nước Pháp, Juventus chấp nhận chi tới 100 triệu euro. Huấn luyện viên Sarri đánh giá cao tài năng của Icardi và rất muốn làm việc với anh ở Juventus. Icardi đã được liên kết với Juve trước khi anh chuyển đến Paris Saint-Germain vào năm 2019. Với kinh nghiệm chơi bóng nhiều năm ở Serie A, cầu thủ này sẽ dễ dàng hòa nhập với đội bóng thành Turin. Ngoài Icardi, Juve còn nhắm đến hai cái tên khác trên công. Thứ nhất đó là Gabriel Jesus của Manchester City và thứ hai là Timo Werner của Leipzig. Arsenal đã tìm được người thay thế Aubameyang. Tuy mới 20 tuổi, David đã tỏ ra chững chạc tới mức được kỳ vọng có thể thay thế người đàn anh Aubameyang. Tiền đạo chỉ có hợp đồng với Arsenal đến mùa hè năm 2021. Aubameyang hiện đang được Barca theo đuổi và không ai dám chắc anh sẽ tiếp tục thi đấu cho Arsenal nếu pháo thủ không được tham dự UEFA Champions League mùa sau. Sở dĩ David là vào tầm ngắm của Arsenal là do anh đã thể hiện phong độ cực kỳ đáng nể. Bằng chứng là kể từ đầu mùa giải, David đã đóng góp 23 bàn thắng trong 39 trận đá cho Ken ở mọi sân chơi. Đây là thành tích tốt hơn hẳn so với những gì anh đã thể hiện ở mùa giải trước, ghi 14 bàn sau 43 trận. Quá ấn tượng với David, mà lãnh đạo của Arsenal mới đây đã cử đại diện sang tận Bỉ để theo dõi phong độ của ngôi sao người Canada. Tuy nhiên, nếu muốn có được David thì chắc chắn đội bóng phía Bắc thành London sẽ phải nỗ lực hơn nhiều, bởi họ không phải là đội bóng duy nhất đang theo đuổi. Cầu thủ đã ghi được 11 trên tổng số 12 trận khi khoác áo đội tuyển quốc gia. Theo trang goal.com, ngoài Arsenal thì còn có 3 câu lạc bộ đỉnh đám khác ở ngoại hạng Anh là Man United, Chelsea và Leicester City cũng mong muốn sở hữu được David. Đáng chú ý, cho hợp đồng của David đã ký với Kent không có điều khoản phá vỡ ràng buộc nào. Trên thị trường hiện nay, giá của David được ước tính vào khoảng 17,5 triệu bảng. Dortmund sắp trình làng viên ngọc sáng rực như Haaland. Việc chiêu mộ thành công và hợp đồng đầy tiềm năng Erling Haaland trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua đã giúp cho Borussia Dortmund cải thiện đáng kể hiệu suất ghi bàn. Cùng với những vệ tinh xuất sắc khác trong đội hình, chân sút người Na Uy đang nằm mưa làm gió tại đấu trường quốc nội lẫn UEFA Champions League. Như vậy, trong kỳ chuyển nhượng sắp tới, có lẽ huấn luyện viên của câu lạc bộ Dortmund sẽ không còn phải quá bận tâm về vấn đề bổ sung nhân sự nơi hàng công.
Thay vào đó, Dortmund sẽ hướng đến việc chiêu mộ những nhân tố chất lượng ở khu vực khác nhằm hướng đến một đội hình toàn diện có thể cạnh tranh các danh hiệu lớn. Theo hãng truyền thông của Bỉ, đó là Daniel, thì hiện tại đại diện Vuru đang muốn nâng cấp vị trí hậu vệ phải và cái tên hàng đầu họ nhắm đến trên ngôi sao thủ biên chế của Paris Saint-Germain, Thomas Müller. Trong bối cảnh Hakimi hoàn toàn có thể trở lại Real Madrid vào cuối mùa giải vì hết thời hạn cho mượn, còn tương lai của Lucas Piszczek vẫn đang khá mờ mịt, và lãnh đạo Dortmund ngay lập tức quyết định lên kế hoạch chiêu mộ Müller. Sau khi Daniel Alves chính thức chia tay Paris Saint-Germain vào mùa hè năm ngoái, ngôi sao 28 tuổi thường xuyên được tra cội đá chính hơn. Ngôi sao người Bỉ có những màn trình diễn khá ấn tượng ở mùa giải này. Từ đến nay anh góp mặt 27 lần trên mọi mặt trận, ghi một bàn và đóng góp hai được kế tạo. Vì vậy, khi thông tin hợp đồng giữa Müller và Paris Saint-Germain sẽ hết hạn vào cuối mùa giải lan tỏa, Dortmund đã nhanh chóng triển khai kế hoạch tiếp cận anh. Với sự khôn khéo trên bàn đàm phán, rất có thể đội chủ sân Signal Iduna Park sẽ ra mắt thêm một bản hợp đồng cực hời nữa cho năm nay. Quá chán Ozil, Arsenal chuẩn bị mang về cái tên thay thế. Dù tân huấn luyện viên Mikel Arteta luôn nâng đỡ, Mesut Ozil vẫn không thể lấy lại được phong độ đỉnh cao của chính mình. Thế nên bất chấp việc tiền vệ người Đức khẳng định sẽ ở lại sân Emirates đến hết hợp đồng, tức là vào mùa hè năm 2021, tương lai của anh vẫn là một dấu hỏi cực kỳ lớn. Ngay từ bây giờ, Arsenal đã chuẩn bị cho cuộc sống không có Ozil. Mục tiêu được giám đốc kỹ thuật Edu xác nhận đó là Cocu. Cầu thủ 19 tuổi này mới lên đội 1 của Feyenoord Rotterdam ở mùa giải này, nhưng đã thi đấu rất nổi bật khi ra sân tới 29 lần và ghi được 5 bàn thắng. Khả năng rất lớn là Cocu sẽ nằm trong thành phần của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ tham dự Euro 2020. Arsenal lo nếu Cocu tỏa sáng ở kỳ đại hội sắp tới, giá của anh sẽ tăng phi mã và nằm ngoài khả năng chi trả của họ. Chính vì thế, pháo thủ muốn chốt hợp đồng với Cocu trước khi Euro 2020 khởi tranh. Hợp đồng hiện tại của Cocu với Feyenoord Rotterdam có thời hạn tới năm 2023. Đội bóng Hà Lan rất muốn gia hạn với Ngọc Thô của mình để bán được giá hơn, nhưng anh vẫn chưa đồng ý. Giá chuyển nhượng của Cocu trong thời điểm này rơi vào ngưỡng 23 triệu bảng. Ngoài vị trí tiền vệ công, Arsenal cũng muốn tăng cường cho hàng tấn công. Tiền đạo 20 tuổi Jonathan Davis của Gent, như đã nêu trên, đang đứng đầu danh sách quan tâm lúc này. Davis đã ghi tới 23 bàn trong 39 trận ở mùa giải này cho đội bóng của Bỉ và sẽ là sự thay thế hoàn hảo cho trường hợp Arsenal bán đi một trong hai trụ cột Aubameyang hoặc là Lacazette. Aubameyang đang chuẩn bị bước vào 12 tháng cuối trong hợp đồng và nhiều khả năng Arsenal sẽ bán anh ngay trong mùa hè tới để tránh việc bị mất trắng. Giao kèo của Lacazette với đội chủ sân Emirates cũng chỉ còn hơn 2 năm. Cực nóng Barca sẽ bán Griezmann để nổi bóng tấn Salah. Mundo Deportivo vừa đưa tin cực sốc. Barca thực sự thất vọng với màn trình diễn của Antoine Griezmann từ đầu mùa giải. Nếu không tính các khoản trả sau, Griezmann cất bằng kỷ lục của Philippe Coutinho là một trong hai cầu thủ đắt giá nhất lịch sử của Barca với giá 120 triệu euro. Griezmann thi đấu 36 trên tổng số 37 trận mà Barca trải qua từ đầu mùa, nhưng hiệu suất không cao. Tính riêng ở La Liga, cựu cầu thủ của Atletico Madrid cần trung bình 256,6 phút để ghi một bàn thắng cho Barca. Griezmann vốn không được các công thần của Barca chào đón, hiệu suất kém càng khiến anh bị tẩy chay trong phòng thay đồ của sân Nou Camp. Theo Đô Balôn, thì Barca đang nhắm đến mục tiêu đó là Mohamed Salah, cầu thủ tấn công đa năng có khả năng bùng nổ hơn so với Griezmann. Đô Balôn trích nguồn tin thân cận của Nou Camp cho biết, dù tương lai đang là dấu hỏi, chủ tịch Bartomeu vẫn muốn mua Salah. Việc Barca nhắm đến Salah tạo nên cuộc chiến thú vị trên thị trường chuyển nhượng, khi mà Real Madrid cũng muốn có ngôi sao người Ai Cập. Một số thông tin từ Catalan cho biết, Barca có lợi thế đáng kể trong cuộc đua giành chữ ký của Salah. Theo đó, Barca sẽ xem xét dùng phí Coutinho trao đổi lấy Salah. Liverpool thì đang có kế hoạch đưa cầu thủ người Brazil quay trở lại Anfield và giúp anh hồi sinh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin chuyển nhượng ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Ngày hôm qua, chúng ta cũng nhận được tin không mấy vui, đó là đã xuất hiện trường hợp dương tính với cả virus COVID-19. Và chúng tôi cũng khuyến cáo toàn thể quý vị và các bạn về vấn đề cách ly. Rất nhiều người đang hiểu sai câu chuyện về cách ly. Cách ly không phải là giam, không phải là đi tù, không phải là giam lỏng và không phải là điều gì quá nguy hiểm hay là quá đáng sợ. Mà cách ly là để bảo an toàn cho sức khỏe của bạn và cho những người xung quanh. Nếu như bạn trở về từ những vùng bị nghi hoặc có thể mang mầm bệnh, hãy ngay lập tức đến khai báo với cơ quan y tế để thực hiện các biện pháp cách ly nhằm giúp tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của những người mà bạn tiếp xúc, để tránh xảy ra những chuyện xấu như trong trường hợp tối qua sẽ khiến cho tất cả mọi người đã từng tiếp xúc hay ở gần đó cảm thấy rất hoang mang. Một lần nữa, đừng quên subscribe ngay kênh YouTube Hơi Thở Bóng Đá, nhớ bấm chuông để nhận được những thông tin mới nhất về thế giới chuyển nhượng mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp toàn thể quý vị và các bạn ở những tin nóng chuyển nhượng tiếp theo.